Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày quốc tang cho những người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở tòa thị chính Krokus gần Moscow, bắt đầu ở Nga. Đây sẽ là ngày quốc tang thứ 30 trong lịch sử hiện đại của đất nước rộng lớn nhất hành tinh này. Gạt bỏ những vấn đề chính trị, để lại qua một bên những bất đồng về quan điểm của cuộc chiến ở Ukraine. Chúng ta, những người yêu chuộng hòa bình và những người phản đối các cuộc tấn công vào thường dân vô tội, xin được gửi lời chia buồn tới người dân Nga, đặc biệt là những gia đình có người thân bị thiệt hại trong vụ việc. Đây cũng là thời điểm thích hợp để nhìn lại sự kiện chấn động này. Chúng ta hãy thử phân tích ở những góc nhìn khác nhau để có được một bức tranh toàn cảnh về những gì diễn ra cả ở đằng sau hậu trường thảm kịch. Nhưng trước khi bắt đầu hành trình tìm hiểu, mong quý vị hãy dành ra vài giây để ấn vào nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hấp dẫn nào từ chúng tôi. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào thủ đô Nga. Vào 21 giờ tối ngày 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố lớn đã xảy ra ở Nga. Một nhóm khoảng 5 người xông vào tòa thị chính Krokus ở Moscow, nơi diễn ra buổi hòa nhạc của ban nhạc rock Picnic, và nổ súng nhằm vào khán giả. Những kẻ khủng bố sau đó đã đốt cháy tòa nhà và bỏ trốn. Các cơ quan thực thi pháp luật đang truy lùng họ. Ngọn lửa lan sang phần mái của Krokus bị sập một phần. Theo dữ liệu sơ bộ từ Trung tâm Quan hệ Công chúng của Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB, đến thời điểm ghi hình, con số đã lên tới 150 người thiệt mạng, 200 người bị thương sau vụ tấn công. Theo ước tính sơ bộ, tòa nhà bị thiệt hại trị giá ít nhất 10 tỷ rúp, một thiệt hại nặng nề cả về người lẫn tài sản. Đánh giá qua các video do các nhân chứng quay lại, có tới 5 người ngụy trang cầm súng đã tham gia vụ tấn công Krokus. Họ đến tòa nhà trên chiếc Renault màu trắng. Camera ghi hình của một trong những chiếc ô tô đi qua đã ghi lại hình ảnh một nhóm người rời khỏi xe và chạy về phía khu phức hợp. Vụ nổ súng bắt đầu khoảng 10 phút trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu. Một trong những video cho thấy những tên tội phạm đội mũ bóng chày và đeo ba lô trên vai bình tĩnh di chuyển quanh sảnh và xả súng liên tiếp vào những người không có khả năng tự vệ và kết liễu những người bị thương. Những kẻ tấn công sau đó bước vào phòng hòa nhạc và tiếp tục nổ súng ở đó. Ngoài vũ khí tự động, chúng còn sử dụng bom cháy. Các quan chức Nga nghi ngờ lực lượng Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng của Hội đồng Liên bang Viktor Bondarev hoàn toàn gọi cuộc tấn công này là hành động phá hoại từ phía Ukraine và đề xuất tiêu diệt bọn khủng bố ngay tại chỗ. Ngược lại, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công tại Krokus. Cũng trong buổi sáng cùng ngày, IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công tại Moscow. Các kênh truyền thông Mỹ đồng loạt đăng tải thông tin này. Một hình ảnh khiến cộng đồng thế giới kinh ngạc là ngay sau khi vụ khủng bố diễn ra tại Moscow, người dân Nga tập trung đến trung tâm máu Gavrilov để hiến máu cho các nạn nhân của vụ tấn công tại phòng hòa nhạc Krokus City Hall. Nhưng có một điều khá bất ngờ là vào ngày 7 tháng 3, Mỹ dường như đã biết về một cuộc tấn công sắp xảy ra. Mỹ cảnh báo rằng những kẻ cực đoan có thể nhắm mục tiêu vào các buổi hòa nhạc. Cụ thể là Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow đã ám chỉ về một cuộc tấn công khủng bố sắp tới vài tuần trước khi mà vụ nổ súng ở Krokus Hall diễn ra. Đại sứ quán Mỹ viết trên một tuyên bố đăng trên trang web của mình vào ngày 7 tháng 3 rằng họ đang theo dõi các báo cáo rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch tấn công các cuộc tụ họp lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc trong tương lai gần, và công dân Hoa Kỳ nên tránh các cuộc tụ tập lớn trong thời gian tới, cụ thể là 48 giờ tới. Khi cảnh báo lần đầu tiên được đưa ra, nó đã khiến các nhà quan sát Nga phải chú ý vì không có thông tin công khai nào cho thấy có khả năng xảy ra một cuộc tấn công khủng bố để làm rõ mối đe dọa khủng bố tiềm ẩn mà nó đề cập đến, và không hiểu là nó lấy thông tin tình báo từ đâu. Nhưng vào thời điểm mà người Nga không còn thận trọng với thông tin trên từ Đại sứ quán Mỹ ở Moscow, thì vụ xả súng đã xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Cũng trong sáng ngày 23, Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Liên bang FSB đã thu hồi vũ khí và đạn dược từ các tay súng khủng bố tại Krokus ở Moscow. Điều thú vị là một khẩu súng trường tấn công AK-12 hiện đại biến thể đầu tiên hiếm hoi do Nga sản xuất cùng băng đạn 5,45 x 39 ly đã bị thu giữ.
Nhưng theo lời của nhân chứng có mặt tại hiện trường thì những kẻ khủng bố không nói bằng tiếng Nga. Chiều ngày 23, trong một cuộc thẩm vấn, một thủ phạm bị bắt, nội dung của cuộc thẩm vấn như sau. Cảnh sát, anh đã làm gì ở Krokus? Nghi phạm, bắn. Cảnh sát, ai? Nghi phạm, mọi người. Cảnh sát, để làm gì? Nghi phạm, vì tiền, nửa triệu rúp. Cảnh sát, anh lấy vũ khí ở đâu? Nghi phạm, họ tự giao vũ khí. Cảnh sát, họ là ai? Nghi phạm, tôi không biết. Họ viết bởi Telegram mà không có tên, không có gì cả. Một đoạn video đã ghi lại cuộc thẩm vấn với một trong những kẻ khủng bố, đó là Muhammad Sobi Faizov, 19 tuổi, trong khu bệnh viện. Vì anh ta không nói được tiếng Nga nên có một phiên dịch viên đã hỗ trợ. Faizov khai rằng khi đến sân bay, những cá nhân không rõ danh tính đã cung cấp cho anh ta những giấy tờ cho phép anh ở lại Liên bang Nga. Như vậy có thể thấy nguồn vũ khí đưa cho thủ phạm không phải họ tự có được mà được bên thuê cung cấp. Phía Nga cho biết họ đã bắt được 11 nghi phạm, trong đó có cả 4 kẻ khủng bố tham gia vụ tấn công tại Krokus. Đáng chú ý là một nhóm đang trên đường bỏ trốn theo hướng sang Ukraine. Ai đang đợi họ ở phía bên kia biên giới? Đã có những thước phim quay được về vụ bắt giữ những kẻ khủng bố tại khu vực Bryansk. Đáng nói là trong khi Mỹ, châu Âu và nhiều nước phương Tây cũng gửi lời chia buồn và lên án cuộc tấn công, thì hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky lại khiến cho cộng đồng thế giới ái ngại, vì có vẻ như họ là người duy nhất ăn mừng sự kiện này. Ông Zelensky tuyên bố, những gì xảy ra ở Moscow ngày hôm qua là hiển nhiên. Putin và những kẻ cặn bã khác đang cố gắng đổ lỗi cho người khác. Phương pháp của họ luôn giống nhau. Chúng tôi đã nhìn thấy tất cả trước đây. Có những ngôi nhà bị nổ tung, những vụ xả súng hàng loạt và các vụ nổ. Và họ luôn đổ lỗi cho người khác. Họ đến Ukraine đốt phá các thành phố của chúng tôi và sau đó đổ lỗi cho Ukraine. Họ tra tấn và hãm hiếp người khác rồi đổ lỗi cho họ. Họ đã đưa hàng trăm nghìn kẻ khủng bố đến lãnh thổ Ukraine và đang tiến hành chiến tranh chống lại chúng tôi. Nhưng họ không quan tâm đến những gì xảy ra bên trong đất nước của mình. Tất cả những điều này đã xảy ra ngày hôm qua. Và thay vì quan tâm đến các công dân Nga của mình và nói chuyện với họ, gã ngu ngốc Putin này đã im lặng suốt một ngày, nghĩ cách liên kết chuyện này với Ukraine. Mọi thứ hoàn toàn có thể đoán trước được. Hàng trăm nghìn người Nga hiện đang giết chóc trên đất Ukraine chắc chắn sẽ đủ để ngăn chặn bất kỳ kẻ khủng bố nào. Vâng, rõ ràng những tuyên bố này là sẽ đổ thêm dầu vào lửa đối với Điện Kremlin và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với số phận của Ukraine trước một đối thủ nặng ký trong khi nguồn viện trợ dành cho họ đang gặp đe dọa. Những tranh cãi xoay quanh thủ phạm. Điều đáng chú ý là khi thực hiện các cuộc truy bắt thủ phạm khủng bố cùng lời khai khi thẩm vấn có vẻ như là không giống chiến binh IS. Nói về nghi vấn này, tổng biên tập hãng tin RT Margarita Simonian đã viết trên kênh Telegram và chỉ ra sự rõ ràng trong tuyên bố của truyền thông Mỹ rằng vụ tấn công khủng bố ở Krokus được thực hiện bởi các thành viên của IS, một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga. Nhưng thực tế thì không phải là IS, mà thủ phạm chỉ đơn giản là được chọn theo cách mà cộng đồng thế giới có thể bị thuyết phục về điều này. Tổng biên tập của RT tin rằng các cơ quan tình báo phương Tây và Ukraine đứng đằng sau vụ tấn công, vì ngay cả trước khi thủ phạm bị bắt giữ, chính họ đã bắt đầu thuyết phục công chúng rằng đó là IS. Theo quan điểm của bà, đó là cách chụp mũ. Bà Simonian chỉ ra, đây là một nhóm phối hợp nhịp nhàng. Cũng đồng quan điểm với nhà báo RT, phóng viên quân sự Alexander Kos của Komsomolskaya Pravda cũng lưu ý các dấu hiệu cho thấy, theo ông, Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Ông chỉ ra hành động của những kẻ tấn công, đây không phải là hành động điển hình của những kẻ khủng bố cổ điển, mà giống với hành vi của những kẻ giết người được thuê hơn. Ông viết trên kênh Telegram của mình, không có tuyên bố chính trị, không có yêu cầu tống tiền, không có nỗ lực bắt giữ con tin. Đến chiều ngày hôm qua, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu của mình trước toàn quốc. Ông Putin nói, về việc điều tra tội ác này và kết quả của các hoạt động truy tìm, hiện tại chúng tôi có thể nói như sau. Tất cả 4 thủ phạm trực tiếp của vụ tấn công khủng bố, tất cả những kẻ bắn chết người đều đã được tìm thấy và giam giữ. Chúng cố gắng lẩn trốn và di chuyển về phía Ukraine, nơi mà theo dữ liệu sơ bộ, một cánh cửa đã được chuẩn bị cho chúng từ phía Ukraine để vượt qua biên giới quốc gia. Tổng cộng có 11 kẻ đã bị giam giữ. Cơ quan an ninh Liên bang Nga và các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực xác định và phát hiện toàn bộ cơ sở đồng phạm của những kẻ khủng bố, những người cung cấp phương tiện di chuyển cho chúng, vạch ra các lối thoát khỏi hiện trường vụ án, các kho lưu trữ đã chuẩn bị sẵn,
cũng như cả các kho vũ khí và đạn dược. Các cơ quan quân sự, các cơ quan khẩn cấp, các nhà điều tra của chúng tôi đang nỗ lực tìm ra những kẻ dàn dựng cuộc tấn công khủng bố này. Những người đã cho họ phương tiện đi lại, ai là người lên kế hoạch, ai đã cho họ vũ khí. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, tất cả thủ phạm, kẻ trừ mưu của tội ác này sẽ phải chịu sự trừng phạt công bằng và không thể tránh khỏi. Bất kể chúng là ai, bất kể ai chỉ đạo, chúng tôi sẽ xác định và trừng phạt tất cả những kẻ đứng đằng sau những kẻ khủng bố, những kẻ đã chuẩn bị cuộc tấn công này vào Nga. Như vậy có thể thấy, phía Nga đã có những lập luận và cáo buộc của mình bất chấp những phản ứng từ phương Tây như thế nào. Tình báo Nga cũng như là ông chủ điện Kremlin là những tay chơi thông tin cũng có tầm cỡ. Nhà lãnh đạo Nga không đưa ra tuyên bố ngay sau khi vụ việc xảy ra, mà sau đó nhiều tiếng mới chính thức lên tiếng. Điều này cho thấy, kết quả điều tra của họ cũng đã khá rõ ràng. Hiện nay có 3 kịch bản đang được thảo luận ở đây. 1. Mỹ, NATO, Ukraine đứng sau cuộc tấn công nhằm buộc Putin leo thang và kéo NATO vào một cuộc chiến toàn diện, và đó sẽ là thế chiến 3. 2. Nga đứng đằng sau cuộc tấn công để biện minh cho sự leo thang của mình. 3. Nếu IS thực sự là thủ phạm thì cục diện sẽ như thế nào? Xét về tư duy logic thì phương án 1 có vẻ như hợp lý hơn, bởi vì phương Tây là những nước duy nhất có thể hưởng lợi từ tình huống này. Ông Putin đã nắm quyền Tổng thống nước Nga, bản thân cuộc chiến mà ông thực hiện ở Ukraine cũng không phải đường cụt, mà ông đang kiểm soát chiến trường. Do vậy, không nhất thiết khiến ông ta phải giết thường dân của mình để biện minh cho cuộc chiến mà mình đang thực hiện. Những kẻ tham gia chính phủ toàn cầu, hay còn gọi là chính phủ ngầm, là những người đang muốn bắt đầu một cuộc chiến toàn cầu. Nó giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Vì chiến tranh có thể hủy bỏ cuộc bầu cử ở Mỹ, mở rộng quyền lực hơn nữa và cỗ máy chiến tranh tiếp tục được trả tiền. Nói như vậy, liệu có phải là phiến diện hay không? Chúng ta cần phải kết nối lại các sự kiện với nhau để có thể nhìn ra một trình tự về thời gian và có một góc nhìn. Trùng hợp ngẫu nhiên hay là một kịch bản có sẵn? Hôm 22 tháng 2, tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, bà Victoria Nuland đã cho phép Ukraine đẩy nhanh cuộc chiến tranh bất đối xứng hiệu quả nhất và rằng Putin chắc chắn sẽ phải đối mặt với một số bất ngờ khó chịu. Đầu tháng 3, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby đã cảnh báo thế giới về một cuộc tấn công khủng bố tiềm ẩn ở thủ đô Nga Moscow. Sau đó là tuyên bố cảnh báo của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow mà chúng ta vừa nói ở trên. Liệu đây có phải là trùng hợp ngẫu nhiên không? Tại sao những người đứng đầu chính phủ Mỹ lại đưa ra lời dự báo này? Họ dựa vào đâu? Và CIA có can dự vào vụ này hay không? Về vấn đề này, thì một cựu sĩ quan tình báo CIA kiêm quan chức Bộ Ngoại giao Larry Johnson đã nói với tờ Sputnik rằng bất cứ thông tin tình báo nào đã thúc đẩy Hoa Kỳ cảnh báo công dân của mình hồi đầu tháng này về mối đe dọa tấn công khủng bố ở Nga dường như đã không được Washington chia sẻ với Moscow. Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngay sau đó chứng minh rằng cảnh báo do Đại sứ quán Mỹ đưa ra là một dấu hiệu chết người rằng Mỹ đã không chia sẻ thông tin tình báo này với người Nga. Ông Johnson nói tiếp, nếu chúng tôi có thông tin về một cuộc tấn công khủng bố sắp diễn ra bên trong nước Nga, chúng tôi sẽ liên hệ với FSB, chúng tôi sẽ liên hệ với Bộ Ngoại giao và chuyển thông tin đó cho họ để họ có thể hành động. Rõ ràng điều đó đã không được thực hiện trong trường hợp này. Chính vì thế mà người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích như vậy. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrian Watson lại xác nhận rằng Washington hồi đầu tháng này đã có những thông tin tình báo về một kế hoạch tấn công khủng bố ở Moscow, nhiều khả năng nhắm vào các địa điểm tụ tập đông người, trong đó có những sự kiện hòa nhạc. Theo bà Watson, chính phủ Mỹ đã chia sẻ thông tin này với giới chức Nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo đã được thực hiện từ lâu. Còn cựu sĩ quan tình báo thì quân lục chiến Mỹ nói trong bình luận video cho Sputnik rằng có bằng chứng chỉ ra Ukraine và CIA trong vụ tấn công khủng bố tại đây. Nếu đây là điều mà Ukraine lên kế hoạch thì có nghĩa đó là điều mà Ukraine đã lên kế hoạch dưới sự chỉ đạo của CIA nhằm thực hiện mục tiêu chính sách của Mỹ nhằm tìm kiếm chiến lược thất bại của Nga. Đặc biệt chú ý là sự kiện chuyến thăm bất thường của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tới số 10 phố Downing ở London để có cuộc gặp không chính thức với Thủ tướng Anh Rishi Sunak lúc 10 giờ hôm 18 tháng 3. Sau đó hàng loạt những tin tức về gia đình Hoàng gia Anh bị ung thư và vụ khủng bố ở Moscow xảy ra sau đó vài ngày. Ông Obama và nhà Clinton được đồn đại là những bên thành lập tổ chức IS và đồng tài trợ cho tổ chức này. Một số nguồn tin trên các diễn đàn thì cho rằng
Obama đã mang theo chỉ lệnh của chính phủ ngầm. Và những gì đang xảy ra đã được lên theo kế hoạch có sẵn. Mặc dù đây chỉ là nhận định trên các diễn đàn, cũng khá là khó kiểm chứng, nhưng cũng rất khó để loại bỏ những hoài nghi khi chúng ta lắp ráp các sự kiện vào với nhau. Nói một chút về mối quan hệ giữa IS và CIA. Tổng thống Nga Putin đã nói trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson rằng CIA đã tạo điều kiện cho một cuộc đảo chính ở Kyiv để đảm bảo một nhà lãnh đạo do phương Tây kiểm soát sẽ nắm quyền, tốn gần 5 tỷ USD, nhưng sai lầm chính trị thì rất lớn. Thực ra trước đây, chính cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã cáo buộc ông Obama và nhà Clinton là người sáng lập, đồng sáng lập và tài trợ cho IS. Nhiều năm trước, chính ông Putin cũng đã nói, Obama nói IS là một mối đe dọa. Ai đã trang bị vũ khí cho họ để đối đầu với Bashar al-Assad? Ai đã tạo ra môi trường chính trị truyền thông cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho họ? Ai đã trả tiền để giao những vũ khí này cho họ? IS chưa bao giờ là một nhóm chiến đấu tự lực. Họ được mua vũ khí và trả tiền cho lính đánh thuê, chiến đấu ở nơi họ được trả tiền nhiều nhất. Còn nhà báo điều tra nổi tiếng đang ở trong tù vì đã nắm giữ rất nhiều những tư liệu bí mật của các chính trị gia trên toàn thế giới là Julian Assange cũng đã cho rằng CIA chịu trách nhiệm mở đường cho IS khi ông công bố hơn nửa triệu bức điện ngoại giao bí mật của Mỹ từ năm 1979. Assange cũng cho biết quyết định của CIA cùng với Ả Rập Saudi là cày hàng tỷ đô để trang bị vũ khí cho các chiến binh Mujahideen ở Afghanistan để chống lại Liên Xô đã dẫn đến việc thành lập nhóm khủng bố Al-Qaeda. Đây là lý do tại sao họ ghét Julian Assange. Nếu những cáo buộc này là sự thật thì người ta bắt đầu có quyền đặt ra nghi vấn về chuyến thăm của ông Obama tới Anh trước khi vụ khủng bố đẫm máu xảy ra ở Moscow. Đứng về phía Nga mà nói, họ có những lập luận để khẳng định phương Tây đã lên kế hoạch hoàn hảo và đứng sau chỉ huy vụ này. Nhưng truyền thông các nước phương Tây thì một mực khẳng định rằng IS mới là thủ phạm. Điều gì xảy ra nếu đó là IS? Ai sẽ được lợi nếu IS thật sự là thủ phạm của cuộc tấn công? Trong những giờ đầu tiên sau thảm kịch ở Krokus, 143 người trở thành nạn nhân của những kẻ khủng bố. Báo chí phương Tây đã gọi những kẻ tổ chức vụ tấn công khủng bố này là nhà nước Hồi giáo IS. Như tờ báo Mỹ New York Times đã viết, trích dẫn các nguồn tin của mình, vào tháng 3, Mỹ bị cáo buộc là đã thu thập thông tin tình báo rằng một nhánh của lực lượng có trụ sở tại Afghanistan đang lên kế hoạch tấn công Moscow. Theo một trong những nguồn tin của tờ báo, các thành viên của nhóm này tích cực hoạt động ở Nga. Ngược lại, Reuters trích dẫn một kênh Telegram đưa tin về sự xuất hiện được cho là trên Internet của một tuyên bố của IS, tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố và khẳng định rằng Ukraine không liên quan. Còn trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC của Mỹ ngày 23 tháng 3, phủ nhận sự liên quan của Ukraine, Phó Tổng thống Kamala Harris của Mỹ cho rằng vụ tấn công khủng bố và số người thiệt mạng ở Moscow là một thảm kịch, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Phó Tổng thống Mỹ cũng bác cáo buộc của Tổng thống Nga Putin rằng Ukraine đứng sau vụ tấn công trên và cho biết Mỹ không có chứng cứ về vai trò của Ukraine trong vụ việc. Theo bà Harris, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS chịu trách nhiệm về những gì đã diễn ra. Ukraine tất nhiên không liên quan đến cuộc tấn công khủng bố này. Ukraine đang bảo vệ chủ quyền, giải phóng lãnh thổ và chiến đấu với quân đội Nga, không phải dân thường. Andriy Yusov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố. Còn ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine cũng cho rằng cáo buộc của Nga không có cơ sở thực tế. Theo ông, nhóm nghi phạm này nếu vượt biên vào Ukraine sẽ đối mặt với khu vực đang xảy ra giao tranh và có sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh Nga. Ngay sau khi vụ việc diễn ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cũng đã tuyên bố những kẻ khủng bố hiểu nỗi kinh hoàng của sự trả thù. Nếu đây là những kẻ khủng bố của chế độ Kyiv, không thể đối xử với họ và những người khởi xướng hệ tư tưởng của họ theo cách khác. Tất cả chúng phải được tìm thấy và tiêu diệt một cách tàn nhẫn, bao gồm cả những quan chức nhà nước đã phạm tội tàn bạo như vậy, mạng đền mạng. Còn Tổng thống Nga Putin thì tuyên bố sẽ đáp trả cực gắt những kẻ đứng sau vụ việc đau lòng này. Trong trường hợp này, rõ ràng đây sẽ là tổn thất cực kỳ lớn đối với IS, và nếu ông chủ đứng sau của nó là Obama và quỹ tài chính của nhà Clinton, thì đây sẽ là một cú đòn giáng mạnh vào họ. Nhưng vẫn còn một lập luận khác, trong trường hợp IS là con bài của Obama hay Clinton và đến lúc mà nó trở thành khó bảo thì phải chăng họ đang chơi chiêu mượn đao giết người, tức là mượn tay và cơn thịnh nộ của Putin để quét sạch IS. Còn mục đích nào phía sau không? Thực chất thì Liên bang Nga là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo, do đó việc dùng IS để cáo buộc là thủ phạm của cuộc tấn công khủng bố vào Moscow
sẽ kích động một cuộc chiến sắc tộc và tôn giáo ở chính nước Nga. Mục đích là gieo rắc sự bất hòa, sợ hãi, hoảng loạn và làm suy yếu sự đoàn kết của xã hội Nga. Logic rất đơn giản. Nếu nước Nga không thể bị đánh bại trên chiến trường, nếu nước này không thể bị bóp nghẹt về mặt kinh tế thì phải nổ súng từ bên trong. Và một quốc gia ở một đất nước có hơn 100 dân tộc bản địa và ít nhất 3 tôn giáo thế giới thì đây có vẻ là lựa chọn phù hợp nhất. Nhưng có một điểm đặc biệt lưu ý là vào thời điểm này, người Hồi giáo cũng đang chiến đấu cho nước Nga giống như những người theo đạo Thiên Chúa hoặc Phật giáo chính thống. Và số lượng anh hùng Nga trong số người Tatars hoặc Chechnya không ít hơn so với người Nga hoặc người Buryats. Và đối với họ, nước Nga cũng giống hệt quê hương, cũng như đối với người Nga. Và ngay cả trong vụ khủng bố đẫm máu ở Krokus, họ cũng là những người đã bị thương vong. Cho nên kích động lòng căm thù đối với người theo đạo Hồi bằng cách đổ lỗi cho tổ chức khủng bố Hồi giáo IS cũng là một lý do hợp lý để kích động một cuộc chiến tôn giáo và sắc tộc ở Nga. Điều đáng nói là Hamas hay Taliban cũng bị coi là tổ chức khủng bố. Theo lý thông thường, chẳng phải cuộc chiến ở Gaza đang là cuộc chiến chống lại Hamas hay sao? Tại sao lại không đổ lỗi cho một trong hai tổ chức này mà lại là IS? Vấn đề nằm ở chỗ, cáo buộc CIA hay các chính trị gia máu mặt của Mỹ đã tạo ra IS vẫn còn đó. Việc ông Putin tuyên bố đáp trả gay gắt kẻ đứng đầu chẳng phải là lời tuyên chiến với Mỹ hay sao? Có vẻ như lập luận này cũng có phần hợp lý về giới chức Nga đã tuyên bố nước Nga trong tình trạng chiến tranh. Nó không còn cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt nữa. Khi nâng tầm lên tình trạng chiến tranh thì đồng nghĩa với các chế tài về kinh tế, quân sự, chính trị không gói gọn ở miền đông Ukraine mà nó còn mở rộng hơn rất nhiều. Điều này tất nhiên sẽ làm căng thẳng thêm tình hình và leo thang xung đột nghiêm trọng. Do đó, nước cờ tàn bạo trong vụ khủng bố ở Krokus mất nhiều hơn được trong tính toán của kẻ đứng sau giật dây. Nhìn vào phản ứng của Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngay sau khi vụ khủng bố ở Moscow xảy ra, khi mà ông này vội vàng ra lệnh cho cơ quan mật vụ Ba Lan chuẩn bị cho những hậu quả khu vực cực kỳ nghiêm trọng do vụ tấn công ở Moscow, ông Tusk không đưa ra lời lên án nào về vụ việc. Điều này cũng đã cho thấy kịch bản leo thang đã được chuẩn bị và họ đã sẵn sàng cho nó. Nếu như Nga thực hiện đáp trả vào một trong những nước NATO để trả đũa cho cáo buộc phương Tây đứng sau vụ này, thì đây cũng chính là một cái bẫy dành cho Nga. Cho nên một số ý kiến cho rằng sẽ là khôn ngoan khi phủ nhận vai trò của IS và cáo buộc nó cho Ukraine. Vì chỉ cần chiến thắng ở Ukraine thì những kẻ đứng sau sẽ nhận một đòn giáng mạnh bao gồm cả việc là sự nghiệp chính trị lẫn tài chính. Điều này chúng ta đã thảo luận ở những video trước đây. Tức là chỉ cần Nga chiến thắng trong cuộc chiến ủy nhiệm với NATO ở Ukraine thì đây cũng sẽ là dấu chấm hết cho sự nghiệp chính trị của chính quyền Đảng Dân Chủ. Tương ứng sau đó có thể sẽ là luận tội. Lập luận nếu xét theo tình hình thực tế thì có vẻ như hợp lý hơn. Vì ngay trong đêm của ngày xảy ra vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow cũng là lúc Nga thực hiện việc tấn công lớn nhất trong 2 năm qua. Trong loạt cuộc tấn công buổi sáng tiếp theo do lực lượng Nga thực hiện, sân bay quân sự ở Starokonstantinov, vùng Menisky là một trong những mục tiêu. Sân bay này thường xuyên xuất hiện như một mục tiêu do chuẩn bị tiếp nhận máy bay F-16 của Mỹ. Điều này đã làm tăng đáng kể tầm quan trọng chiến lược của nó. Ngoài ra, từ Menisky còn có báo cáo về 2 vụ nổ ở ngoại ô thành phố. Điều này càng làm tình hình trong khu vực trở nên trầm trọng hơn. Làn sóng tấn công được bổ sung bằng các cuộc tấn công vào nhà máy sản xuất xe tăng ở Kharkiv và nhà máy động cơ máy bay Motoshik ở Zaporizhia, phản ánh trọng tâm chiến lược của các cuộc tấn công vào các cơ sở quan trọng đối với sức mạnh quân sự và công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Chúng ta hãy nhớ lại rằng sân bay ở Starokonstantinov đã nếm trải hỏa lực của lực lượng vũ trang Nga khi vào cuối tháng 5 năm 2023, 5 máy bay của lực lượng vũ trang Ukraine cũng đã bị phá hủy tại đây. Vâng thưa quý vị, khi thế giới tập trung vào một sự kiện nóng nào đó thì đồng nghĩa với sự quan tâm ở những nơi khác sẽ bị bỏ hỏng. Chúng ta đang nói tới vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, cũng như vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Điển hình là việc Trung Quốc tấn công vào tàu chở tiếp tế của Philippines gần bãi cạn Second Thomas ở Biển Đông, hay việc Bắc Kinh san phẳng toàn bộ một ngôi làng và dùng lực lượng vũ trang để đàn áp, cưỡng chế dân làng vào một khu định cư để thực hiện giám sát toàn diện, cũng đã xảy ra những đối đầu giữa dân làng và quân đội của chính phủ. Còn ở Hoa Kỳ, chính phủ nước này đã ngừng hoạt động một phần, mặc dù việc đóng cửa chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chỉ kéo dài 2 giờ, nhưng nó là làm sâu sắc thêm vấn đề mâu thuẫn nội bộ về việc phân bổ ngân sách, cũng như vấn đề ngân sách sẽ tiếp tục trở thành đề tài cho cuộc chiến giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Người ta nói rằng, điều này cũng ảnh hưởng xấu tới quyết định viện trợ cho Ukraine. Và đương nhiên, trong một bức tranh hỗn loạn
và trong sự hỗn loạn đó vẫn có những kẻ đắc lợi và những người mất mát. Vụ tấn công khủng bố ở Moscow là điều đáng tiếc và đáng bị lên án. Nhưng giữa màn sương mờ, việc tìm ra thủ phạm đích thực đứng sau cũng vô cùng khó khăn. Ai thực sự là người đứng sau giật dây cho vụ việc chấn động này? Mọi chuyện đều đang chỉ dừng ở những giả thuyết phỏng đoán mà thôi. Quý vị cũng hãy chia sẻ quan điểm của riêng mình cùng với chúng tôi ở phần dưới video. Chúng tôi đã sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản hồi của quý vị. Đừng quên nút like và đăng ký kênh trước khi rời màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại!